toàn thể anh em. Hôm nay thì Nguyên xin giới thiệu với các anh em những cái sản phẩm Maruki sau nhiều ngày vắng bóng, và hôm nay nó đã xuất hiện trở lại. Đây, trên hai tay của Nguyên thì đang cầm hai em chính là Maruki 25 phím. Các bạn thấy nha, phiên bản cực kỳ nhỏ gọn, được rất là nhiều anh em săn đón. Và phiên bản thứ hai là Maruki 237, 37 phím, 3 octa. Đó. À, nhưng thời gian lúc trước thì có rất là nhiều anh em mình chúng ta săn đón hai em này rất là nhiều, vì cái tính là rất là gọn của nó, mình có thể bỏ vô trong ba lô mình xách đi. Thì hôm nay thì công ty Nhật Việt đã về hàng, xin giới thiệu với các em luôn nha. Đó, với phiên bản kỳ này mình về đó thì mình sẽ có là hai mẫu nè, là Maruki và Maruki 2. Đó, cho nhiều anh em có nhiều sự lựa chọn, mình thích gọn nhẹ hay là như thế nào tiết kiệm cho mình. Rồi, và đây chúng ta cùng khui hộp thử một em nha. Maruki 25, xem em này có điểm gì đặc biệt mà sao nhiều anh trai săn đón đến thế. Rồi, các bạn sẽ thấy ha, đây là hộp ở ngoài của nó. Giờ là khui hộp thôi. Đây, bóc tem nó ra nha. Và em này thì mới vừa về nha các bạn, mới vừa về công ty Nhật Việt trong tháng 7 này luôn. Rồi, đây, mở hộp ra các bạn sẽ thấy hàng một cái catalog kèm theo một cái là bundle để mình sử dụng cái app đó. Rồi tiếp đến các bạn sẽ có cho mình là một cái cáp USB nằm ở bên hông. Đây các bạn thấy hàng cáp USB. Rồi giờ phần quan trọng đó chính là cái phần ruột, đây chính là em Maruki này đó, các bạn thấy nha. Bóc một tay luôn cho bạn thấy vì nó rất là gọn, rất là gọn nhẹ. Maruki thì đã đúng với tên gọi của nó thì nó rất là bé, phím thì nó rất là bé, rất là gọn. Đó, đây các bạn thấy nha, Maruki 25, 25 phím. Và đặc biệt ở phiên bản 25 phím này thì nó sẽ là một cái cần joystick nha các bạn, chứ không phải là hai cái Big Ben như là modular kế bên nha. Đây chính là joystick, các bạn thấy đó, 4 triệu luôn, rất là tiện lợi. Nút sustain, upbeat, octa tăng giảm, rất là tiện lợi dành cho những bạn nào thích làm nhạc, thích uống cà phê hay là gì đó, mình kết nối vào trong một cái MacBook của mình hay là cái computer của mình đó, để các bạn sử dụng đó, tiện lợi vô cùng, nhỏ gọn vô cùng. Rồi các bạn thấy hàng bên đây bên hông của nó, một cổng duy nhất thôi, một cổng nguồn thôi. Nào, tiện lợi. Bạn nào sợ nhạc, thích uống cà phê, thích phê pha thì đây chính là một cái sự lựa chọn tuyệt vời cho các bạn, rất là nhỏ gọn. Bỏ ba lô mình xách đi thôi. Rồi còn chờ gì nữa, các bạn quan tâm sản phẩm thì hãy comment số điện thoại bên dưới, Nguyên sẽ gọi điện thoại lại cho các bạn tư vấn chi tiết hơn về những em này nha. Rồi cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. À, đừng quên, sau lưng Nguyên là rất là nhiều đồ về đồ điện tử, đồ chơi các thứ liên quan đến là đồ chơi con nít thì có đầy đủ hết nha. Đó, các bạn thấy đồ chơi con nít thì đầy đủ. Và quan tâm nữa thì liên lạc cho Nguyên nha. Rồi hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.